chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Hạn hán nữa rồi mọi người ơi, thường cái mương này mình sẽ không có lội qua được đâu. Ông kìa, nó chỉ còn có một tí xíu nước trên giữa cái mương thôi. Trời nắng giết mà cây cối ta nói nó khô hóc rồi, mương nó cạn hết nước luôn. Chỗ của mọi người có hôn chứ chỗ của mình là bây giờ hiện tượng thiếu nước tưới cây đang rất là trầm trọng luôn. Con người của mình nó còn muốn khô héo đựng nó chỉ tới mấy cái cây đúng không mọi người? Có điều á, mình bơm nước dưới sông lên mình còn tưới cây được, còn mương á là thua. Cá nó vô mương rồi, mương nó cạn, nó mắc cạn luôn, mình lấy vạt mình vớt lên được luôn á mọi người. Mà không có nước thì làm sao mà mấy cây dừa rồi nó có trái mà để bán đúng không? Tháng này là nhà vườn của mình là có bán dừa rất là ít luôn. Ít lắm, ít xíu xíu luôn vậy á. Phai lan này là phai lan hột gà nha mọi người. Hôm bữa bà cô Ly bà cho mình á, củ này lặng ký nè. Nhà mình thì không có gì ngoài gà vịt hết, cho nên ngày hôm nay mình tiếp tục là mần vịt nha mọi người. Hôm sẽ ăn vịt nấu cà ri. Yeah. Vịt của mình thì gồm có ở đây là thịt vịt nè mọi người. Có cái đầu con vịt là mọi người biết con vịt này là con vịt gì rồi đúng không? Có cà ri mộng dừa nè, phai lang nè, phai môn nè, chuối sáp nè. Mẹ mình thì đang nạo dừa nè. Cô hôm nay có gì như nấu cà ri 3 trái dừa nha các bạn. Thịt vịt này á, là mình ướp á, là mình sẽ cho muối vô nha mọi người. Mình sẽ cho vô đây 1 muỗng muối nha. 2 muỗng. À? 2 muỗng muối nha mọi người. Mình sẽ cho 2 muỗng bột ngọt. 1 muỗng rưỡi bột ngọt. Mình sẽ cho vô đây là 6 muỗng đường. À? Giờ nó làm có nửa hũ à. Chưa được hủ nữa. Cho một xíu tương ớt xí muội vô cho nó cay cay nha mọi người. Trộn lên. Trời ơi cái màu nó vàng vậy mà mẹ còn đòi bột nghệ gì nữa đó. Nó vàng hưng hực. Cốt nhất để riêng. Yes. Ba trái dừa. Cái nếp này là mẹ mình làm nè cả nhà, còn cái này là hành tây mình sắt ra rồi đó cả nhà. Giờ thịt vịt của mình nó đã hấm rồi cả nhà ơi. Yes. Giờ mẹ dắt cái nước cốt cốt nhất để riêng, mình lấy cái nước cốt nhì mình nấu nha mọi người. Wow, chắc nó béo dữ ha mẹ. Dễ chí. Mẹ ơi béo không? Trời ba trái này ăn rồi vô toilet luôn. Hiểu. Tập cho tới 4 giờ rưỡi về. Phi tỏi xả nha cả nhà. Chuẩn bị nấu thôi cả nhà yêu ơi. Vô mình nha. Vịt này là ăn vịt đực, nó có cái trứng giái nha mẹ. Cái trứng giái của con vịt đâu? Vịt này à? Nó bị BD rồi chị ơi. À? Sao mà học không có thấy trứng giái trứng gì vậy? Kỳ vậy trời. Trứng giái nó đâu? Mẹ đã giấu cái trứng giái con vịt ở đâu? Yes. Lẽ tôi ăn vịt ơi vịt, mày có cái trứng giái không? Vịt đâu để tao kiếm coi trứng giái mày nằm ở đâu nha vịt. Sao con vịt này thịt không mà không thấy cái trứng giái gì hết trơn. Nước cốt dảo tới đây. Cốt dảo mà như cốt độc của ta vậy. Trời ơi, chịu nổi không? Cái vườn mà. Oh my god. Oh my god.
phải nấu lâu lắm nha. Cái nhà con vịt này của mình thì mình cũng nó thấy cũng nó hơi già rồi, mình nấu cho cỡ 45 phút đi cho nó thấm nước cốt dừa vô cho nó ngon nha. Với mẹ sẽ ngồi ngay cái cốc này nói chuyện được chơi. Ở mẹ mình kìa, ghê không? Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có bông hết trơn. Hôm qua nữa kìa, chưa dép đứt rồi chứ ngoảy dữ tài. Cỡ con bò sữa nó nằm kìa. Sữa hả? Em đây biểu mày. Ông mẹ mẹ tắm chưa mẹ? Chưa. Để ngồi ghế cái bên. Đó, không ngồi chạy xuống đi. Không ngồi rồi, không ngồi rồi. Ngồi tao đâu. Ngồi chó. Ngóc lên. Ngồi vô ngóc lên. Coi cái mặt nó kìa. Wow. Mới ẩm về hồi xưa. Mấy bữa ẩm xiền cái có phen cái cổ. Tại hôm bữa nó dí gà quá mẹ mình mới cột nó lại. Thở ra rồi cái không có bắt ngồi rồi không quen. Wow, bây giờ mình sẽ cho huyết vô cả nhà ơi. 40 phút đã trôi qua rồi, mình sẽ cho huyết vô cho nó thấm cái nước cốt dừa nha. Trời ơi, thấy thôi là đã thèm tới. Đồ. Màu quá là xuất sắc rồi. Bây giờ mẹ em sẽ cho thêm khoai vô nữa nha cả nhà. Khoai môn. Nấu cà ri chơi đủ thứ nha các bạn. Khoai môn. Hai củ khoai môn mình thấy đã nhiều lắm. Mãi chuối sáp Đài Loan. Chuối sáp Đài Loan. Sáp nhà mình hết rồi. Mua nãy chuối 10 ngàn. Giờ vô sao đẹp dữ trời. Dẫn. Có cái mọng dừa luôn. Nóng cái mọng dừa luôn hả? Cái mọng dừa luôn. Khoai lang. Có củ khoai lang còn phải chờ lại nó mà nhiều quá. Củ khoai lang ký mấy á? Phút thiêng liêng quan trọng đã đến. Bây giờ mình sẽ cho nước cốt vô. Ôi ôi trời ơi trời ơi. Chết rồi chết rồi chết rồi. Sao mà bây giờ vô nó quá là vàng, quá là ngon vậy mọi người. Trời ơi trời. Coi chịu nổi không mẹ. Coi cái màu kìa. Củ hành đây. Đậu phộng không? Ông lát múc ra to. Ăn cho cái ngon. Múc đi mẹ. Ăn thôi. Bữa nha. Chuối sáp Đài Loan. Chuối sáp Đài Loan. Mày lấy cái giá mẹ múc đi cho nó lẹ. Đó. Múc gì từ từ. Cho nó dễ. Quậy quá nó bấy. Bá bày ba. Giá có múc hơn, cái múc gấp trước rồi múc cái giá sao, múc nước sao. Thái Lan không? Không không. Chú sắp Thái Lan mẹ ơi. Cuối cùng thì hai mẹ con cũng đã làm xong. Lô chào cả nhà. Cô với Như làm xong cái món kagi vịt rồi nè. Mời các bạn, các con, các cháu trong nước ngoài nước thưởng thức với kagi vịt với cô nha, với Như. Ok. Không.
Hai mẹ con mình đã làm xong rồi, nguyên một nồi luôn, múc ra đây vừa đủ ăn thôi nha mọi người. Còn ở trong nồi nữa, nhưng mà mình chỉ múc ra nhiêu đây thôi. Bây giờ thì hai mẹ con mình mời mọi người cùng thưởng thức món cà ri vịt chung với hai mẹ con mình nha. Rồi, mời cả nhà nha. Xong. Oh my god. Mời cả nhà thưởng thức cô với Nhiên. Quá trời mẹ múc topping luôn. Để con nêm thử. Vô nó cốt ngon vườn. Tuyệt vời. Béo gì mà béo dữ vậy mẹ. Tuyệt đỉnh của mèo. Mình phải ăn trước rồi mình hãy chấm bánh mì quá. Trời ơi. Quyết nếp nó ngon cực kỳ. Dẻo dẻo. Dẻo dẻo dai dai béo béo. Nếp. Nước cốt dừa ta nói nó béo tuyệt vời. Ăn một miếng thịt vịt nè, chấm với miếng muối ớt. Mời mọi người à. Dạ, cô ăn cốt bình cho Linh mới được. Chuối sáp để lon. Chuối sáp để lon mà đống còn non. Nghe nó khẹ bà chuối sáp đi rớt luôn cái cục thịt vịt nè. Dưới đây nè. Khẹ bà chuối sáp dữ rồi. Chuối sáp đâu có ai để mà chín đâu, mình để nó đều ngọt. Con vịt này nó ngọt quá, cái cùm cổ nó cũng ngọt quá. Mềm không? Mềm theo luôn. Nấu cũng độ vịt. Mẹ hồi đó giờ mẹ chưa có làm món vịt nướng. Bữa nào mẹ làm. Ngon quá mọi người ơi. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại á. Hồi đó đi đám tiệc ở dưới quê á, mấy cái món này là thường món ăn tối ngày. Món cà ri này là đám tiệc nhà quê ai cũng có. Mà bây giờ rút gài đặt món hết cứ làm món này rồi. Giờ hay đặt nhà hàng thì không có món cà ri. Hồi đó ở dưới quê mình mỗi lần đám giỗ là hai ba nhà, nói chung là nhà ai cũng qua phụ á, là có mấy cái món này nha. Còn bây giờ ai cũng đãi đặt người ta nấu hết thì khỏe, nhưng mà ít có những cái món này lắm. Giống như là món những cái món mà đơn giản tiện đồ thì người ta sẽ làm. Hơi cứng nha, hãy vừa ăn. Có hãy vừa ăn à? Mày chấm vô bánh mì là vừa ăn á. Ăn đi. Ôi cái mộng dừa. Không biết giờ nó mềm mà nó có sao mày ăn nha. Nha ăn cho mẹ. Hãy ăn cái mộng dừa đi. Ngon tuyệt vời. Nói thiệt với mọi người, nhà mình không có thiếu gì ngoài gà với vịt hết trơn á. Cho nên là mẹ mình mà muốn nấu cái gì mà có gà vịt là nhiều dữ lắm. Nay cô làm skimbo nguyên sơ ri vịt. Thì bị vịt tấu măng nè. Cháo vịt nè. Đâu rồi, bon đâu rồi. Mẹ kêu nó thôi. Bon. Hồi xưa rồi, ăn cũng ngon quá các bạn. Ngày cô nấu phải mồm, chú sáp, bây giờ, ba thứ. Ăn có biên trước rồi hả? Phải mồm, chú sáp, khoai lang. Vịt chấm vô quá. Cái cây ăn cho ngon. Vịt này làm được nhiều món lắm. Bánh xèo nè. Bầm xương như bánh bành, bầm cái nát nghe như bánh xèo vậy á. Là gói cái nhân bánh ít tròn giống như hôm bẻ mẹ gói vậy á. Dạ xong cô sẽ ăn bánh mì, mời các bạn nha. Sáng này em hai mẹ con tưới đầu hết hai vườn à, cái đi tiệm chạy tới bánh chanh không còn bánh mì, chạy vòng về Mỹ Tho
Nhà tiệm dưới lộ có mà sáng tưởng đâu hết, đi tới bán chanh. Còn đúng 10 ổ duy nhất. Mẹ ăn cục này, không có xương. Ăn đi. Đi. Con năn nỉ mẹ. Con chỉ thích ăn quýt thôi. Để chị chấm cho Ki một miếng bánh mì nha. Ngon không? Chúc tôi ăn xong tôi sẽ cho ăn. Mẹ nói cái nước cốt này không phải tại nó béo quá, mình nêm hoài nó không được. Nó béo quá, cái miệng mình nó ngọt ngọt, có lợ lợ thì sao? Ba trái dừa. Mà hết cái gì cũng vừa phải thôi. Hai trái là dừa. Tăng tốc độ ba trái. Béo quá mất cái màu vàng đúng không? Ba trái lên 2kg. Nhiều khi béo quá nó không có, nó nạp năng lượng kịp. Thải ra ngoài dư đạm. Chan cơm ăn cũng ngon đúng không mẹ? Mẹ, người ta nói người miền Tây á thường á là ăn cơm nước đá chan với nước cà con không? Không hả? Nước đậu rang rang ăn với tép rang. Ồ có hả? Nước đá, nước trà, chan cơm vô ăn mà. Đó mẹ không biết. Chứ hồi xưa cha đóng đá tép bạc khô khô á, rồi cái đậu đen rang á, dế để dành uống á, cái chan vô cơm ăn với tép rang nó ngon. Đi vô. Chưa ăn vậy đâu mẹ. Với bà nội của cô Ly. Dạ mà thích ăn ngon quá. Chắc có mấy bạn ở đâu người ta ăn khác mình. Ăn không? Ăn cơm gọi đập nước đá vô rồi chế nước trà vô ăn. Đây thôi làm trà đá chế vô luôn đi. Hồi đó giờ con chỉ có ăn cơm với đường. Ăn cơm xoài với hấu. Ăn cơm với trái cây. Ngon quá mẹ ơi. Con ăn hết một ổ mày đó. Sao mẹ không ăn cục thịt của con gấp vậy? Từ không, còn không. Mẹ con gấp cho mẹ một cục quýt nữa. Bữa hổm mẹ con ăn cái hàm hạ nha mẹ. Ăn đi. Bữa hổm nấu canh nóng quá. Hết nửa ổ quýt rồi. Nó bỏ nấu quá ăn hết rồi. Ủa, con giữ hai con, con giữ con, con chặt con rồi. Má sắp hết lúa rồi. Lúa là mắt lắm ngon. Mới ăn gà vịt bớt. Măng gà vịt ăn hết đi. Vừa mấy bầy nhỏ. Gà hấp râm, gà nấu, hầm xả. Gà nướng chấm ớt. Gà hấp mía. Gà hấp mía, làm túi sữa. Hấp gà hai mẹ con ăn xé ăn mới hấp dẫn. Tàu hang nước miếng nó chảy ngào 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 tuôn 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 tới đó. Tưởng tượng thôi là đã chảy nước miếng tới nơi. Khoai môn chấm muối ớt. Hiểu hả? Ngon xì một mép. Mộng dừa cá đi. Mời các bạn ăn này như nó để cái mộng dừa vô nấu luôn. Xốp sạp rồi phải không? Xốp sạp.
Lạc lạc rồi hả? Ngọt. Không muốn ăn rồi. Thế là hai mẹ con mình đã ăn xong hai chén rất là no luôn rồi mọi người ơi. Này nó đi cho mẹ ăn gặp mê luôn nha. Này con chó kia nó mất tiêu rồi. Thôi bây giờ thì hai mẹ con mình đã quá no nê và quá ngon rồi. Cảm ơn mọi người đã xem gia đình mình tới giây phút này nha. Mỗi lần mà nấu món ăn chung với mẹ mình đó là mình phải ăn đổ mồ hôi mình mới chịu nha mọi người. Tại vì nó ngon á, hương vị mẹ nấu là không đi đâu mà tìm được á mọi người ơi. Bởi vậy á, mình còn mẹ cho nên mình trân trọng lắm. Mẹ mình nấu cái gì mà ngon á là mình ăn hết trơn luôn à. Còn mình đâu có sợ mập gì đâu, mình ăn xong rồi mình đi tập thể dục rồi này kia. Chứ muốn tìm được hương vị này hơi bị khó luôn á nha. Độc quyền không chi nhánh, chỉ có một mình mẹ mình có cái hương vị này thôi. Cái nhà cái video dịch curry nấu măng, dịch curry ăn bánh mì tới đây cũng tạm dài. Cô với Như tạm dừng nha các bạn. Các bạn ăn tới ngày mai luôn. Các bạn yêu thương cô với Như, hãy đăng ký like cho cô Như like, có động lực làm nhiều video mới nhất nữa cho các bạn xem nha. Yêu thương các bạn rất nhiều. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Các bạn nhớ một trai mẹ con cô nhân, các bạn yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye.